Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí đoàn công tác Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân tân, khu dân cư Bình Tân, xã Tân Tân, huyện Khói Châu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm. Huyện Văn Lâm tích cực triển khai các khu tái định cư cho người dân có đất ở để nhường cho dự án xây dựng đường vành đai 4 với nhiều yếu tố vượt trội so với khu dân cư hiện hữu. Tái vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay khu dân cư Bình Tân, xã Tân Sơn, huyện Khói Châu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân. Sự ngày hội về phía Trung ương có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3. Cùng dự có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía đại biểu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu dân cư ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá kết quả một năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2023. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Bình Dân phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nâng cấp mở rộng hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống điện thắp sáng, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, góp phần làm cho môi trường xanh sạch đẹp. Nhân dân luôn đoàn kết thống nhất, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 5 năm liên tiếp khu dân cư được công nhận làng văn hóa. Trong năm 2023, cơ sở thôn Bình Nhân cùng với ban công tác mặt trận tuyên truyền vận động hai hộ hiến 105 m² để xây dựng đường làng ngõ xóm, lắp 13 điểm cụm an ninh để đảm bảo trật tự xã hội, các hủ tục mê tín dị đoan được đẩy lùi. Sức mạnh ấy. Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tỉnh Hưng Yên cũng như khu dân cư Bình Dân đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2023, Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, là một trong 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều địa phương trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, quốc phòng an ninh được tăng cường, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tình đoàn kết được củng cố, nhân dân đã đồng lòng góp công góp sức xây dựng các khu dân cư văn minh, an toàn, giàu đẹp và bình yên. Dám nói, thời gian tới tôi đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hưng Yên, huyện Khói Châu, xã Tân Dân, thôn Bình Dân chủ động cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, trực tiếp là nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và các chủ trương kế hoạch xây dựng phát triển của tỉnh, của huyện, của xã. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các xã, các thôn còn có khó khăn, động viên nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ chính quyền
quân và dân Hưng Yên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng các khu dân cư trong tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành địa phương mẫu mực trong cả nước. Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng cho tỉnh Hưng Yên. Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao quà tặng cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo của địa phương, khu dân cư bình dân vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chiều qua, huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời giải đáp nội dung phản ánh kiến nghị của cử tri. Sự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo đến cử tri huyện Văn Lâm về dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cử tri huyện Văn Lâm bày tỏ nhất trí cao và phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời phản ánh kiến nghị một số vấn đề như hệ thống giao thông, vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao các thôn, đầu tư bố trí nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp thu giải đáp những kiến nghị của cử tri. Đối với kiến nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa làm mới một số tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi, tu sửa một số di tích lịch sử, xây dựng nhà văn hóa các thôn xã của cử tri các xã Tân Quang, Lương Tài, Việt Hưng, Đình Dù và thị trấn Như Quỳnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết, tỉnh luôn quan tâm đến đầu tư hạ tầng giao thông, nhưng hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công đang gặp khó khăn do một bộ phận người dân chưa đồng tình với chủ trương giải phóng mặt bằng. Một số di tích đã được tỉnh đưa vào kế hoạch tu sửa trong thời gian tới. Cấp ủy chính quyền địa phương bên cạnh việc vận động người dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng cần có sự nghiên cứu đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên, có lộ trình cụ thể, cái gì cần thiết cấp bách thì đầu tư trước. Đối với ý kiến của cử tri xã Lạc Hồng về phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh. Một hộ nó có khoảng 700 mét vuông thì lại phải đòi 700 mét vuông chắc chắn là khó rồi. Quy định mỗi hộ bao nhiêu mét vuông thôi. Còn rộng quá thì sẽ trả bằng tiền chứ không phải là lấy không. Nhưng mà đấy là theo quy định của pháp luật, chứ còn huyện thì không dám mà thực hiện theo trái với quy định của pháp luật được. Và như thế thì huyện phải lên tuyên truyền vận động cho người dân nắm được cái đó, cái tinh thần đó. Và chủ trương thì tỉnh đã đồng ý một cái đường khoảng 40 tỷ để vào cái khu tái định cư của Lạc Hồng rất đẹp. Và quan điểm chỉ đạo với các huyện là các khu tái định cư phải đẹp hơn cái nơi ở cũ, tức là đường xá phải rộng hơn và có đường điện. Nếu mà to nữa thì có khu trung tâm dịch vụ, rồi có cả trường lớp học, như đầy đủ đồng bộ. Thì số dân ít thì không thể bố trí nhiều như thế được, nhưng mà nếu mà số dân đông thì phải có đầy đủ để tạo ra nhân dân ra khu tái định cư mới ở thuận lợi hơn. Đối với ý kiến của cử tri xã Tân Quang cần sớm triển khai dự án cải tạo sông Đình Dù, Bắc Hưng Hải, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, nguồn xả thải vào các dòng sông này không chỉ có công nghiệp mà còn có chất thải dân sinh. Tỉnh cũng nhiều lần kiến nghị lên Trung ương để có giải pháp giảm ô nhiễm môi trường. Chúng ta rất là vui, đúng đã được Thủ tướng quyết định giao cho Bộ Nông nghiệp, và Bộ Nông nghiệp có cái dự án là có cái trạm bơm đẩy từ Xuân Quang vào hệ thống Bắc Hưng Hải để đẩy ra thau rửa cái nguồn nước ấy đi. Thì để tới đây thì chắc chắn là cũng sẽ giảm đi ô nhiễm khá nhiều. Thứ hai là cái tỉnh chúng ta quyết định xây dựng một cái đề án thu gom cái nước thải sinh hoạt của người dân, khu dân cư, tất cả. Thì trong đó có hệ thống Đình Dù và hệ thống Bắc Hưng Hải, khi có nắng, bể nắng thì bắt đầu thải ra thì nó đã được xử lý qua, thì nó đỡ ô nhiễm môi trường hơn. Đối với một số kiến nghị về chế độ của cán bộ không chuyên trách tại cơ sở, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh. Đối với lại cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn thì đã khoán biên chế rồi, khoán lương rồi. Chi như thế nào đấy ngay cấp xã giải quyết cái này. Tới đây thì Hội đồng Nhân dân tiếp tục là sẽ hỗ trợ Ủy ban tỉnh sẽ trình qua Ban Thường vụ và họp Hội đồng Nhân dân theo cái nghị định 33 của Chính phủ ấy, tức là thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc này,
Đoàn Thanh niên Cộng sản này, Hội Liên hiệp Phụ nữ này, Hội Nông dân này, Hội Cựu chiến binh này, cấp xã này, và không thấp hơn 10 triệu trên một tổ chức và trên một năm. Hai là thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với chi bộ thôn này, tổ dân phố này, không thấp hơn 3 triệu rưỡi trên chi bộ trên năm. Và ba là thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với ban công tác mặt trận, không thấp hơn 3 triệu trên ban trên năm. Khoán kinh phí hoạt động với các chi hội đoàn thể ở thôn này, với tổ dân phố là không thấp hơn 2 triệu rưỡi trên chi hội trên năm. Thì bây giờ sau là khoán kinh phí thì chi nào thì từng con người cụ thể cái đó thì do xã quyết định. Thì cái đấy thì tỉnh mới chuyển tiền theo đúng cái mức khoán chính trị. Với lĩnh vực giáo dục, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Văn Lâm là địa phương được ưu tiên giao chỉ tiêu giáo viên do tình hình dân số cơ học cao. Tuy nhiên, số chỉ tiêu này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Nội vụ và Trung ương về vấn đề này. Ngày 10 tháng 11, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đã tổ chức vòng chung khảo cuộc thi sổ ghi danh tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự và động viên cuộc thi có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đây là cuộc thi mới do Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức phát động triển khai, là điểm nhấn quan trọng trong các hoạt động thiết thực thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau 9 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 242 sổ ghi danh và 265 sổ nghị quyết của các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Qua hai vòng sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 12 chi bộ tiêu biểu tham dự vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, các thí sinh đại diện cho 12 chi bộ trải qua 3 phần thi, gồm viết đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho chi bộ trường trung học cơ sở thuộc Đảng bộ phường Phùng Trí Kiên và trao các giải nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị đạt giải. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến tỉnh Hưng Yên trong công tác tái định cư để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 là nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thực hiện quan điểm chỉ đạo này, huyện Văn Lâm đang tích cực triển khai 4 khu tái định cư cho người dân có đất ở để nhường cho dự án với nhiều yếu tố vượt trội so với khu dân cư hiện hữu. Vậy những nơi ở mới này tốt hơn nơi ở cũ ở những điểm nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Điểm đáng chú ý đầu tiên là cả 4 khu tái định cư thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, Đông thôn Hoàng, Tây thôn Hoàng và thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo đều được xây dựng theo cấp độ đô thị để phù hợp với mục tiêu đến năm 2025, khu vực trung tâm huyện Văn Lâm bao gồm cả xã Lạc Hồng và Lạc Đạo đạt tiêu chí đô thị loại 3. Tất cả các khu đều có tỷ lệ đất để làm nhà ở chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại là đất xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, có khu vực cây xanh, không gian công cộng, bãi đỗ xe. Trong đó, khu dân cư thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng có diện tích lớn nhất với gần 7,5 hectare được thiết kế như một khu đô thị thu nhỏ. Thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng nằm trong Hưng Yên. Từ những năm xây dựng ban đầu, những năm 60, thì người dân đã cùng với cả chính quyền xây dựng hệ thống mạng lưới đường ô cờ có mặt cắt ngang đường và khoảng 6 mét. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tham khảo và đã mở rộng mặt cắt đường là tối thiểu là 7,5 mét và vỉa hè tối thiểu là 3,5 mét. Và các cái tuyến đường bao gồm được liên kết chặt chẽ với cả các tuyến đường đô thị mới cũng như là liên kết chặt chẽ với các cái tuyến đường hiện tại. Ngoài cái việc hạ tầng kỹ thuật ra thì hạ tầng xã hội sẽ được chú trọng. Thứ nhất là xây dựng khu nhà văn hóa cộng cây xanh thể thao nằm giữa trung tâm của khu đất. Thứ hai là xây dựng các bãi đỗ xe theo quy định và định hướng mới của tỉnh Hưng Yên. Một điểm rất mới là hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư thôn Minh Hải có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt vào hai khu vực xử lý tập trung với công suất 400 mét khối ngày đêm, phù hợp với đề án xây dựng các khu xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư vừa mới được tỉnh Hưng Yên ban hành. Về sự kết nối, khu dân cư thôn Minh Hải có 3 đặc điểm, một là kết nối với khu dân cư hiện hữu để người dân thuận tiện những việc trong họ ngoài làng. Hai là được đầu tư một tuyến đường dài khoảng 1,2 km kết nối từ quốc lộ 5 vào khu dân cư để thuận lợi cho việc đi lại. Ba là khu dân cư này tiếp giáp với khu vực phát triển dịch vụ đô thị liền kề đã được quy hoạch. Vì vậy, có thể nói đây là vị trí đắc địa đảm bảo sinh kế cho người dân theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ.
bố trí quy hoạch vị trí tái định cư bao xung quanh khu vực đó là đã là quy hoạch khu đô thị của xã Đình Dù và xã Hồng, kết nối giao thông đồng bộ theo tiêu chí giao thông đô thị để đảm bảo đời sống cái hạ tầng kỹ thuật của nhân dân ở nơi ở mới nó tốt hơn nơi ở cũ. Các khu tái định cư Đông và Tây thôn Hoàng, thôn Xanh Tý ở xã Lạc Đạo có quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đảm bảo hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, có không gian chung rộng rãi, có tính kết nối cao với khu vực xung quanh và thực sự là những khu dân cư đáng sống theo tiêu chí đô thị hơn hẳn nhiều khu dân cư mới. Khu giãn dân đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua. Đây sẽ là nơi ở mới cho 233 hộ dân có đất ở của huyện Văn Lâm và nhường đất cho dự án đường vành đai 4. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Phù Cử tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho trên 800 giáo viên và học sinh. Tham gia chương trình, các thầy cô giáo và các em học sinh được truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, mối nguy hiểm của cháy nổ đối với cuộc sống con người, sự cần thiết của kiến thức phòng cháy chữa cháy đối với mỗi công dân, trao đổi trả lời các câu hỏi và đặt câu hỏi để học sinh trả lời về các kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời khuyến cáo các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong trường học, các biện pháp phòng ngừa cháy nổ xảy ra và trải nghiệm xử lý các tình huống thực tế như thoát nạn khi có đám cháy xảy ra trong phòng học, trong phòng kín, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bằng bọt khí, thực hành dập tắt đám cháy. Đầu tháng 11 năm 2023, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang, vỉa hè, lòng đường theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do công tác quản lý chưa sát sao, nên ngay sau khi giải tỏa, khá nhiều điểm đã tái vi phạm trở lại. Theo kế hoạch của địa phương này là giải tỏa hành lang trong phạm vi 5 mét tính từ mét đường nhựa. Bước đầu sẽ tiến hành giải tỏa trên 3 tuyến đường chính đi qua địa bàn là DT379, DT382 và DH381. Tuy nhiên, sau một tuần giải tỏa, việc làm trên chỉ như bắt cóc bỏ đĩa, tình trạng lấn chiếm lại tái vi phạm trở lại. Cụ thể, như khu vực ngã ba chợ thôn Từ Hồ, không có gì thay đổi, các sạp hàng, các biển hiệu quảng cáo vẫn được các hộ kinh doanh bày trong hành lang, thậm chí cả dưới lòng đường bình thường. Điều này đồng nghĩa với tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, nhất là những buổi tan tầm. Có thể thấy, nếu không tăng cường công tác quản lý, hạn chế tái vi phạm, thì việc tổ chức giải tỏa chỉ là hình thức, không mang lại hiệu quả mà gây tốn kém về tài chính cũng như nhân lực của địa phương. Càng về dịp cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng cao. Tại các chợ, phần lớn người buôn bán thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống như thịt, gia súc, gia cầm đều không quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh. Tiểu thương này mỗi ngày thịt hai con lợn bán cho người dân tại chợ. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc và chất lượng của thịt lợn thì chị này không hay biết. Cả tiểu thương lẫn người mua hàng đều lựa chọn thịt lợn bằng kinh nghiệm cũng như bằng mắt thường mà không thể khẳng định được thịt bán ra và mua vào có thực sự đảm bảo chất lượng hay không. Khi người ta cân ở trang trại mang về chất lượng thì chị biết làm sao được. Mình thì không thể nhập trực tiếp được mà sẽ có một cái người ta chuyên dụng người ta chở hàng đấy. Nếu mà để đảm bảo chất lượng thì phải ngành chức năng em ạ, chứ còn mắt bình thường không xác định được. Nguồn gốc thì toàn là mua người quen nên là cũng không để ý vấn đề đấy lắm. Mắt thường thì không thể biết được, không phát hiện ra được. Không biết được, người dân thì cứ đi chợ là chỉ biết đi chợ thôi. Chợ Tiên Lữ tại xã Dị Chế có 200 tiểu thương buôn bán thực phẩm, trong đó 20 tiểu thương buôn bán thịt lợn, cung cấp nguồn thực phẩm cho hàng nghìn hộ dân trong và ngoài địa phương. Nguồn thực phẩm lớn đang là khó khăn trong việc quản lý. Nguồn hàng thì nói chung anh em cũng nắm bắt được phần nào thôi. Để mà kiểm dịch mà chất lượng mà đảm bảo tiêu chuẩn thì cái này cũng phải có các cơ quan chức năng kết hợp đồng hành. Thực tế, tại nhiều chợ hiện nay, nhiều tiểu thương buôn bán đều không quan tâm tới vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tiện cho người mua hàng, tiểu thương trực tiếp giết mổ gia cầm tại chỗ mà không hề có dụng cụ bảo vệ nào. Đồ ăn chín được đặt lẫn đồ tươi sống mà không được che đậy cẩn thận. Nguy hại hơn khi thực phẩm tươi sống không có nguồn gốc rõ ràng,
rất dễ trà trộn vào nguồn thực phẩm sạch nếu không được quản lý chặt chẽ. Mua rau quả thực phẩm ấy, thường thường là mắt thường là chúng tôi là không thể nhận biết được. Người dân thì đi mua thì cứ biết đi mua thôi. Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập 22 đoàn kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra gần 400 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong đó phát hiện và xử lý vi phạm 32 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 800 triệu đồng. Mới đây nhất tại huyện Phù Cử, lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp bắt giữ xe tải chở trên 500kg thịt lợn bốc mùi khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Thì Chi cục An toàn thực phẩm cũng đã có tổ chức một số các đoàn đi lấy mẫu về đối với cả các sản phẩm thịt qua kiểm nghiệm mẫu, phát hiện một số các cơ sở vẫn còn sử dụng một số các phụ gia thực phẩm như là hàn the. Chi cục cũng đã tiến hành xử lý theo quy định. Để thực phẩm bẩn không còn là nỗi ám ảnh của mỗi người dân thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng. Bên cạnh đó, người bán hàng cần nâng cao ý thức về việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ khi các hộ này chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới có thể giảm nỗi lo về mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, nhất là thời điểm cận Tết đang đến gần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.